chào mấy anh em nha. Là hiện tại là ở tiệm là đang dọn dẹp kho. Đây, nó như một bãi chiến trường. Như một bãi chiến trường. Thì cái điều đáng nói trong cái video này á mấy anh em, là mình nói mấy anh khách á, là thay đồ xong rồi gửi ở tiệm thì mình cũng giữ lại giùm. Nhưng mà những cái này nè mấy anh em, khách gửi rất là lâu rồi, tới bây giờ mình không nhớ mặt luôn, mất tiêu luôn, không ai quay lại lấy luôn. Đây vàng áo đẹp 150. Đây, những cái món này nè, nói chung là vẫn còn xài được. Đây là full vàng áo Y15 luôn nè, tem Y15 nè. Nói chung là gom gom là cũng đủ 2-3 vàng áo luôn á. Đây bên đây nữa, bên đây nữa. Trời ơi, quá trời quá đất. Thì khách thay xong rồi, họ dọn mới rồi xong họ gửi lại rồi đến bây giờ luôn. Mình không biết, không biết bây giờ mà không nhớ ai luôn. Thì cái này là cũng phải là từ Tết tới bây giờ á, từ Tết tới bây giờ á mà không ai thấy ai quay lại lấy luôn. Bây giờ là mấy anh em đang dọn kho. Thì để xử lý cái đống này là chắc mình thanh lý luôn quá. Chật kho quá trời, đồ mấy anh em làm xong mấy anh em gửi lại. Từ Tết giờ không ai qua lấy hết. Còn ngoài trước nữa nè. Đây. Đây là mấy cable quay nè mấy anh em. Quay 110. Bô quay 110 bên pha vậy nè, bên pha. Còn cái bô zin này nè, bữa không nhớ, lâu lắm mà cái này nên nhớ tiệm này cũng hơn năm rồi nè. Mình cứ không dám bán, mình không dám dục, không dám gì hết. Nó không dám thanh lý. Mà để hoài luôn. Tới bây giờ luôn cũng không ai qua lấy. Không biết xe chủ nhân xe còn không nữa hay là bán chưa nữa chứ không qua lấy. Còn đây là cái OBBG. Phải không? Đúng rồi, kêu OBBG. Dục luôn, xét nghẹt luôn, tới bây giờ luôn bụi không nè mấy anh em thấy không? Đây là những cái vàng mũ nhám nè. Hôm nay mình gom mấy cái này bán cho chai hết. Còn đây là mấy cái thùng xăng 7 lít. Xi nhan đẹp cho 50. Có cái lốc nồi nữa nè. Lốc nồi nữa nè, biết quay nữa. Nồi này chắc bán chai hết luôn, bán chai hết. Cặp niền nhôm nữa nè, niền nhôm gì đây, niền nhôm không có hiệu, niền nhôm không có hiệu, quá trời quá đất luôn. Bô nữa nè, cổ bô nè đó, cái lon TGX. Cái lon này mắc à, không rẻ nha anh em. Lon thân nhôm mà đặt luôn á. Trong đây là cái gì trong đây đây? Cái cản TV. Này là cái gì đây? Đồng hồ S10. Cái này để tới bữa nay là rất là lâu rồi. Thì mình làm cái clip rồi luôn, những anh em nào á mà hay coi được cái clip này á thì khoảng một tuần mấy anh em qua lấy đầu cho mình nha, mình sẽ thanh lý á, tại vì tiệm chật quá, kho chật quá rồi nên mình sẽ thanh lý. Nếu anh em không lấy qua lấy thì mình sẽ thanh lý. Xi nhan F10, cản GV, tay gimbal nè. Đây là cái lồng của F135. Có không ta? À, cái lồng mẹt. Đây là cái đầu hình như là, đã coi. Đầu gì đây? Đầu nè, đầu 62. Đầu 62.
Ê, cái đầu này đầu 62 cái đâu hả họ? Này à. Cái đầu đầu lòng y zin không phải. Đầu zin. Trời ơi quá trời luôn nè các bạn ơi. Họng xăng đó nè. Đầu zin. Họng xăng đó nè. Họng xăng nè. Khai xong rồi mấy anh em mất tiêu hết trơn luôn. Heo nè. Quá trời quá đất rồi. Bộ đầu 62 đâu? Đây nha các bạn. À, bữa nay dọn lại cái đống đồ cũ của mình, moi cái combo đi tour của mình ra. Đây là cái combo đi tour của mình 62. À, lòng 62 luôn. Thì chừng nào mình đi tour mình mới ập vô. Mình để cũng cả năm trời rồi. Còn đây là cái họng chuyên phun của TA. Đây là cái cục EQ ATE là xếp nắp sẵn rồi. Khi nào đi tô ập vô thôi, ập nguyên combo vô. Quá trời luôn. Bồ bồ hai nồng. Ok thì mình xin kết thúc clip ở đây. Thì chú ý mình quay mình thông báo mấy anh em là anh em nào có gắn đồ mà để quên bên mình á thì ghé lấy ha. Đây bữa nay là mình tổng dọn kho quá trời luôn rồi. Tổng dọn kho lại đồ mấy anh em phục bộng mấy anh em bỏ đỡ quá trời quá đất.